Dạ con chào sư. Con xin hỏi sư là gần đây con thấy có một số sư và thầy có tổ chức quy y Tam Bảo online. Như thế có đúng pháp không ạ? Mong sư giải đáp giúp con. Rồi. Thứ nhất là chúng ta phải xem là nó có tính phạm vi hay không. Nghĩa là nó có một số cái trường hợp mà mình phải trong cái phạm vi. Ví dụ như làm tăng sự thì chư tăng phải trong phạm vi của kiết giới Sima, thì cái tăng sự đó nó mới hợp lệ. Còn chuyện quy y á, là mình có nằm trong cái tăng sự đó hay không thì xin thưa là không. Cái thứ hai, cái chuyện quy y từ xa như vậy đó, ở trong kinh tạng có hay là không? Tức là mở lời quy y trong khi mình không có mặt, trong khi người khác ở xa, ở rất là xa thì có hay không? Xin thưa là có. À, cái này nó mới hay. Ở trong tương ưng thì có một trường hợp như thế này, tương ưng chư thiên. Có một vị trời bị một cái vị trời khác tên là Rahu. Nếu quý vị biết, muốn biết thì cái vị thiên tử Rahu này á, là vị có thân hình lớn nhất trong số tất cả chúng sanh. Vị này lớn lắm. Thì vị thiên tử Rahu này á, có một cái trò nghịch, đó chính là nuốt người khác vào ở trong miệng của mình. Cho nên nếu như quý vị đi qua Thái thì sẽ thấy có một cái tượng là một ông thần mà ngậm mặt trăng mặt trời á, thì đó là thiên tử Rahu á. Thì ở trong tương ưng á, có một trường hợp là vị thiên tử này nuốt một cái vị trời, thì cái vị thiên tử khác, thì cái vị mà bị nuốt á, hoảng sợ và hướng về Đức Thế Tôn quy y Phật. Tức là bút thăng sa la năng gác cha mi, thăm măng sa la năng gác cha mi, sang khăng sa la năng gác cha mi. Tức là sợ quá quay hướng về Phật, quy y từ xa. Quý vị biết là từ ở cổ trời mà tới chỗ Phật ngồi nó xa dữ lắm. Thì Đức Thế Tôn bằng thiên nhãn, Ngài biết là có người hướng tới Ngài quy y và đang trong cái trạng thái nguy hiểm. Đức Thế Tôn mới mở miệng nói rằng, này Rahu, đó là đệ tử của Như Lai. Và thế là cái vị trời Rahu á, nhả vị kia ra. Thì đây là sự kiện có ở trong kinh điển. Cho nên cái chuyện mà quý vị quy y từ xa là cái chuyện đó có thể thực hiện được. Nếu nó phù hợp điều kiện là cái người xin quy y hướng tâm được đến cái vị mà truyền giới. Còn cái vị truyền giới đó có sự nhận biết và biết là người ta quy y và truyền giới đến cho người khác là được. Đây là sự kiện có trong Phật giáo, cho nên thời nay mình xài được. Đương nhiên thời nay do cái vị truyền giới là vị đó không có thần thông, nhưng chúng ta bù lại ở chúng ta có công cụ Internet, nó cũng có thể là thay thế cho cái đó. Cho nên là theo cá nhân sư, điều đó có thể thực hiện được.